Tinh Nguyễn Trần Vân đến từ câu lạc bộ nghệ thuật chèo truyền thống Khoái Châu. Một bài hát rất khó và chất liệu nghệ thuật đòi hỏi kỹ thuật diễn viên rất cao, với bài hát Đường Trường Trong Rừng Lời Cổ. Và theo thẻ yêu cầu của thí sinh Báo Tông Nốt Si Giáng, xin mời ban nhạc hỗ trợ. Sao cô ở mãi ấy mấy trong nghề ơi, này cô bay ở ơi mãi ấy. Ơi chứ sống sâu nghe
ơi đi ơi. Trần Vân với một làn điệu Đường Trường Trong Rừng rất là kỹ thuật, thí sinh Nguyễn Trần Vân đã thể hiện thành công.